Thưa quý vị, anh Đặng Đức Vinh, 28 tuổi, là chủ hệ thống quán nướng Ping Pong. Quán ăn này trở nên đặc biệt vì bán buffet với giá chỉ 1.000 đồng. Trong ngày bán buffet thì các món ăn được lên đa dạng từ thịt, hải sản, rau củ quả tươi đến món chế biến sẵn. Thực khách tại quán cũng có thể hoặc có những cái hoàn cảnh đặc biệt. Và để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau. Mỗi ngày, anh Nguyễn Thanh Tùng đều nhờ phương tiện hỗ trợ để di chuyển từ tỉnh Long An đến thành phố Hồ Chí Minh bán vé số. Đôi chân không thể đi lại, kèm thêm đứa con nhỏ, hành trình mưu sinh của anh trở nên vất vả hơn. Hôm nay là một ngày vui của cha con anh vì buffet 1.000 đồng ở địa chỉ 217 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh chào đón hai cha con đến trải nghiệm. Lên đây bán số chị ơi, đi xe ba bánh rồi chở lên ở đây rồi mới đậu xe dưới chợ rồi đi bán vòng vòng hết rồi về. Mới đi bán đi ngang đây nè, có mấy đứa em nó kêu, chứ không phải mà biết, tại vì bán số nãy có mấy em đấy, cho trong lòng mừng, cho con cái mừng, có biết ăn với người ta. Buffet với đầy ắp tôm, mực, thịt bán giá 1.000 đồng cho những người khó khăn, khuyết tật, lượm ve chai, sinh viên nghèo. Thực khách đến quán còn được tặng kèm gạo, mì mang về. Em vận đồ gấu đi phát tờ rơi mấy sự kiện như là khai trương số quần áo hay là quán trà sữa. Quán bình thường là bán giá 125.000, nhưng mà đối với bút kha 1.000 là vẫn bán y chang đồ 125.000 hết, là không có gì thay đổi. Đồ ăn thấy tươi và ngon. Mới hôm nay mới được đi ăn buffet, tại vì dắt mấy đứa nhỏ đi ăn buffet, tại vì từ đó giờ chưa đi ăn buffet nào á. Xin chào quý vị, bên cạnh Khánh Hà ngay lúc này là bạn Đặng Đức Vinh, chủ quán Ping Pong. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với lại Đức Vinh trò chuyện về dự án buffet 1K dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin chào Đức Vinh ạ. Dạ, xin chào Hà, xin chào quý vị khán giả ạ. Dạ. Bên ơi, Khánh Hà không biết là dự án buffet 1K của mình thì được triển khai từ thời điểm nào ạ? Tháng 3 năm 2023 tới bây giờ. Tại sao mà mình quyết định là mình thực hiện chương trình này? Dạ vâng, thì đối với Vinh á, thì khi mà cách đây khoảng tầm 7 tháng Vinh mới bắt đầu khởi nghiệp, thì lúc đó thì thật sự là Vinh đã thất bại trong kinh doanh. Và Vinh đâu đó nó là tốn mất của mình luôn á. Trong 6 năm mình tích góp được một cái số tiền thì đâu đó khoảng tầm gần hơn cả tỷ bạc. Khi đó thì Vinh rất là stress và bị hụt hẫng á. Thì lúc mà Hà biết là trong khoảng thời gian mà cách đây đúng 7-8 tháng đó mà khi mà Vinh bị phá sản vì mất, thì lúc đó thật sự trong người Vinh cũng chả có tiền nhiều. Thì Vinh có đi để đến ăn ở một số cái quán ăn, là họ cũng là những cái chương trình từ thiện 1.000 á. Thì Vinh thấy nó khá là hay, và nhìn ở trong đó Vinh thấy những người thật sự có hoàn cảnh khó khăn còn hơn cả Vinh, nhưng họ vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể bực dậy được trong cuộc sống. Thì từ đó Vinh thấy vậy, Vinh mới thấy là Vinh mới có một cái động lực mà Vinh sau đó Vinh mới vực dậy, là sau những cái thất bại đó thì Vinh mới quyết định là mở một cái mô hình buffet. Thì nhớ lại những cái lúc mà Vinh đã từng khó khăn như vậy, và Vinh có một cái tâm niệm rằng á, là nếu như mà mình có thể làm kinh doanh trở lại mà kinh doanh được thành công, được nhiều người ủng hộ, thì Vinh phải làm một cái gì đó trả lại cho xã hội. Thêm nữa một phần là Vinh hay đi nhà thờ, thì nó có một cái chương trình của bên nhà thờ được gọi là bữa cơm bác ái á, thì Vinh thấy nó rất là hay, nên vì thế Vinh kết hợp hai cái ý tưởng đó lại và Vinh đang bán buffet luôn, thì mới ra được cái chương trình là buffet 1K. Bây giờ mọi người muốn đến đây để trải nghiệm chương trình này thì sẽ làm như thế nào ạ? Thì ở mỗi một tháng á, thì Vinh sẽ tổ chức chương trình buffet 1K này một lần, và trước đó khoảng tầm 10 ngày thì Vinh sẽ nhờ bên các cô chú anh chị bên chính quyền và bên công an được, thì họ là nắm rõ một cái khu vực mà Vinh đang hoạt động kinh doanh á, thì họ sẽ hỗ trợ Vinh liên hệ được với những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra đó thì trong cái lúc mà khoảng thời gian chuẩn bị á, thì Vinh cũng có đi là gặp những cái người thật sự mà khó khăn mà Vinh quen biết trên đường hoặc là đi thấy á, thì Vinh có mời họ là sẽ đến để bên em có tổ chức chương trình buffet như vậy đó, thì mời cô chú có thể đến đây để thưởng thức và trải nghiệm. Và với rất là nhiều những thực khách đã đến quán, có thực khách nào để lại trong Vinh những cái kỷ niệm đáng nhớ không ạ? Có một bạn sinh viên ở tận Thủ Đức, thì khi đó Vinh tổ chức cái chương trình buffet 1K ở bên Bình Thạnh, thì bạn đó mang cho Vinh một cái bao gạo
và đưa cho Vinh và nói là cái này là em không có phải là người giàu có gì, nhưng mà em xin gửi lại đây cho anh để anh có thể nấu lên những cái bữa cơm để mời cô chú. Thì trường hợp đó khiến Vinh bị xúc động, tại vì nó cảm thấy ô, tại sao bạn nó khó khăn như vậy và nó vẫn có thể hỗ trợ được đó cho những người mà khó khăn mà có một cái tấm lòng như vậy, Vinh rất là quý. Cái mô hình mà những bữa cơm mà để có thể giúp đỡ cho những người yếu thế thì nó cũng có khá là nhiều, nhưng mà buffet thì nó sẽ đang ít hơn. Và bên cạnh đó là cái việc là buffet thì nó phải đa dạng món ăn, thì không biết là trong quá trình mà anh thực hiện chương trình này thì có gặp những khó khăn gì không ạ? Khó khăn thì Vinh chưa có gặp quá nhiều. Nó khá là thuận lợi cho Vinh luôn, đó là đằng khác. Thì từ việc là chuẩn bị tổ chức những cái món ăn thì Vinh vẫn làm như là việc là Vinh buôn bán kinh doanh hàng ngày. Các bạn nhân viên vẫn hỗ trợ, vẫn làm như là các bạn phục vụ những người khách một cách bình thường. Và không chỉ có một mình Vinh mà những đơn vị mà bán buffet những ấy á, họ cũng đang học theo và vẫn đang làm theo cái chương trình buffet 1K này. Thì điều đó làm cho Vinh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà tại sao mình lại làm buffet 1K ạ? À? Tất cả những cái gì đó mà nó miễn phí thì nó sẽ, Vinh cảm nhận như là nó sẽ không có cái giá trị. Nên vì thế thà Vinh sẽ bán với một mức giá gì đó có thể là rất rẻ, chỉ khoảng tầm 1.000 đồng thôi, nhưng mà nó lại mang một cái giá trị là các bạn nhân viên và kể cả Vinh trong đó sẽ phục vụ những người đó, những người cô chú, những người mà khó khăn đó, như là những người thượng khách của Vinh, thì nó cũng sẽ phải có một cái giá, và giá của Vinh là 1.000. Đây là lần thứ tư mình tổ chức, vậy thì trong 3 lần trước là mình đã bán được cho bao nhiêu cô chú đến đây rồi? Nếu như mà khoảng tầm 3-4 lần đó là cũng cần hơn 2.000 người, 2.000 suất đã được bán đi. Cái đó là dựa trên cái lượng tiền thực tế là mỗi tờ 1.000 mà Vinh đếm được á. Yeah. Còn không biết có sót hay không thì Vinh không biết, nhưng mà nó sẽ có một cái số lượng rất là lớn. Không biết là trong thời gian tới thì Đức Vinh có ấp ủ thêm kế hoạch nào khác nữa không? Vinh mong muốn có thể tổ chức ra những cái chương trình buffet 1K này nó đa dạng hình thức hơn. Một đó, cái thứ hai đó là cũng hy vọng từ cái chương trình nó có thể lan tỏa được ra cho mọi người. Thứ nhất là giúp cho những người khó khăn đó có một bữa ăn. Cái thứ hai là lan tỏa ra một cái tinh thần tích cực đến với mọi người. Cảm ơn Vinh ngày hôm nay đã cùng dành thời gian cho cuộc trò chuyện với Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và Khánh Hà cũng hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều chi nhánh nữa của Buffet 1K sẽ được mở ra để có thể là phục vụ thêm cho những người khó khăn, Vinh nhé. Dạ vâng. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Khánh Hà và Đức Vinh xin được gửi lời chào ạ.